Chị hết nổi rồi. Đứng lên cưng ơi, chút xíu ra liền nè. Bây giờ chế nói cho cưng nghe, cưng ra ngay tiệm vàng cưng quánh cho chế một cái dây chuyền. Đeo cái này lên như người ta đeo nanh cọp đó, trời đất ơi quý lắm đó cưng. Trời ơi. Trời ơi, cái khoén của tôi đó hả? Đó, thấy chưa? Ôi, đất ơi. Tao nói tao đi ngang tao thấy cái gì sưng sưng lên là tao rất là khó chịu. Tao nói đưa đây tao mắc cho là thấy giờ thấy sung sướng không? Ra cái thấy sung sướng không? Lần đầu tiên mới thấy mà có đường cục tao nó ra cái mà muốn thăng hoa luôn á. Cái gì vậy? Vừa móng. Mà vừa móng hay mà nãy sầu riêng mà thấy cái cây đó. Trời đất ơi, với cái khỏe đó thì cái móng đó phải vừa cái này. Để chân lên. Không có đâu. Tôi không muốn chơi sớm. Đừng. Quyên. Ngồi yên nghe chưa? Trời đất ơi, chế còn làm nhiều cái hay lắm. Lột da mặt. Ô, cảm ơn. Kéo 502 quất lên một phát, lột một cái phạt da non nó kéo lại, cái mặt nó đỏ hồng như mông con nít dễ thương lắm. Trời ơi, cứ tôi không lời tôi đi. Không có nhu cầu thay da đổi thịt. Tôi không phải là cóc hay là rắn mà nội. Đó là cái lý do vì sao chế muốn nói chuyện với cưng á. Thay da đổi thịt, đổi đời đi. Tôi muốn làm ca sĩ. Muốn làm ca sĩ hả? Tôi hát bài tốn nổi mà. Kỳ ghê, hát quá trời hát. Không nổi là không nổi. Sao kỳ ra? Cưng biết làm sao cưng không nổi không? Sao vậy? Cưng không có màu. Cái này màu lắm mà, này màu dữ lắm á. Chế nói màu ở đây á là cưng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nó là mưu trí á, biết chưa? Giờ làm sao? Thiệt sự nhìn cưng có tố chất lắm á. Đúng rồi, tôi biết mà. Trời ơi, cái mặt này là màu nổi lắm, nhìn rồi. Nếu mà nói theo cái gọi là cái phong thủy cái khuôn mặt của cưng á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phong thủy này á nha, nhìn vô á. Cái mặt sao, cái mặt sao? Nó giống như chữ nho á cưng. Cái mặt sao, cái mặt sao? Chữ ngu. Dễ nổi lắm á. Ủa sao ngu mà nổi tiếng được ta? Thì mấy thằng ngu nó mới nghe lời chế, mà nghe lời chế là nổi à. Ê bây giờ chế làm sao chế giúp em nổi đi chứ, giờ em hát quá em không nổi. Giờ có cái cách nào không chứ em thấy bây giờ tụi trên mạng bây giờ nó làm nhiều trò hay quá mà nó bị chửi. Trời quá ơi. Mà nó vẫn nổi hơn em. Cưng phải nhìn vào tụi nó như con vanilla bảo bảo. Cái con gì? Con vanilla bảo bảo. Mà sao cái con đó là cái con gì mà không nghe? Nó là ai vậy? Nó đi lên là từ một cái con hát đám ma. Mày thấy nó đó, mày thấy nó thông minh ghê gớm không? Ừ, hát đám ma mà thành ca sĩ nổi tiếng. Riêng cái việc nó chọn nó đi hát đám ma là chơi thấy nó quá thông minh. Quá rồi. Thông minh rồi. Đi vô sân khấu người ta không thích người ta chọi đá. Đúng rồi. Hát ở đây người ta nằm yên à. Đúng rồi. Hát giữa chừng không ai đứng lên bỏ về hết. Đúng rồi, mà bảo đảm vừa hát vừa có mùi nhang khói, mùi bánh kẹo nó tới. Nói không cần hiệu ứng sân khấu đó, nó nhang khói mù trời. Hay vậy em chuyển em hát đám ma nha. Mày làm sao mày hát đám ma được? Bây giờ là mày phải đi qua cái bước đầu tiên đó. Mày phải có chiêu trò. Bây giờ làm sao? Cưng phải hẹn gặp cho bằng được con Vanilla Bảo Bảo. Để làm cái gì chứ? Cưng phải tạo lên một cặp đôi hoàn hảo. Nó đang có gió lớn, mình ngư theo gió, mình nổi theo luôn. Có nghĩa là tạo xì cân đanh. Chứ đi theo cưng chứ làm manager của cưng. Hay quá chứ ơi, chứ sẽ làm manager của em hả? Manager là gì vậy? Trời ơi, tao biết mày ngu mà tao không nghĩ là mày ngu tới như vậy nha. Ủa vậy hả? Manager là quản lý. Quản lý của em? Chế quản lý cho cưng. Chế sẽ là mẹ của em, chế lo lắng cho em. Chế lo cho cưng từng chút một. Hay quá, vậy thì bây giờ bước đầu tiên mình phải làm gì hả chế? Hẹn gặp Vanilla Bảo Bảo. Rồi, lên đi chế. Xe này đợi Thanh hay đợi Nguyễn gì cưng? Dạ đợi đường chế. Đó, trời ơi. Cái nệm xe, đổi thất xe của cưng lay quá rồi. Khổ ghê, vậy ta trang trí nội thất mà cũng gán đá cho phá hủy tài sản của người ta hả? Được không chế? Rồi. Chế ráng chế ngồi cho kỹ nghe. Rồi, đây. Chế giữ em gì chứ. Nữa? Lát nữa nó bay dụng cụ tài sản đó. Của em. Rồi, sự nghiệp cưng trong này, sự nghiệp chế đây rồi. Cố gắng lên nha. Đi. Lên đường. Lên đường. We'll be right back.
Alo. Bảo Bảo hả? Bảo nè. Tới chưa? Tới đâu ba? Trời ơi, tôi giúp bà xôi nè. Super Soul là thằng khùng nào má. Trời đất ơi, Âu Dương Super Soul cái người mà kêu bà ra làm scandal nè bà. Bà ra bà công chuyện nè bà, tôi hẹn bà là bà đeo đâu rồi. Super Soul hả? Ừ, bà Bảo nghe nè. Bà đâu rồi bà Bảo? Bà Bảo đang tới. Sao cái giọng bà sai ke dữ vậy? Trời, giọng này đâu phải sai ke. Giọng này là tối qua cái đám mà nó phá quá. Hát banh giọng luôn, giờ khang tiếng rồi. Bà tới chưa? Bây giờ sắp tới rồi nè. Nói nhiều quá mất thời gian. Cướp máy đi rồi bà Bảo tới liền. Trời ơi, gì mà hối hoài à. Mệt ghê. Con này nó chưa thành ngôi sao mà giờ giấy thun dễ sợ. Hồi nãy mà nói bà ra khỏi nhà rồi, bây giờ bà đang ở trên giường làm sao? Không phải, đang ở trên giường xếp mền. Mà lạnh quá, mà đi đâu mà lên xếp mền? Trời ơi, hồi nãy là ở trên đường, đi được nửa đường rồi. Cái sực nhớ chưa xếp mền, quay về xếp mền ở trên giường. Bà Bảo là người ngăn nắp mà. Bây giờ bà làm con quan trò dỗi, tôi đang đợi bà từ nãy giờ mày xếp mền á, mà nói tới lẹ lên. Rồi, bà Bảo tới liền. Trời, nó chưa tới nữa hả trời. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày thăng bên nhau à. Ta không đưa cùng nhà hồi lắm ghê. Anh thích ăn khoai mì à, còn mình ăn à. Anh thích ăn khoai tây à. Em đâu ăn ăn khoai nuốt mà không nhai. Chăng chăng trời ơi à. Hèn chi nãy giờ nó giật ngứa muốn chết à. Làm lăng sao mà vô tới chổng vậy bà nội. Đang chạy trên đường, sắp tới rồi. Bà đừng có xạo, bà ra đường sao tôi nghe tiếng gió gì cho vậy? Hồi nãy trời đứng gió, bây giờ trời mới có gió. Thấy chưa, gió mạnh không? Rồi tiếng xe đâu? Biết, thấy chưa, dừng lại nói chuyện điện thoại, người ta bớt kèm kìa. Cái gì vậy? Công an hỏi. Bà bây giờ để năn nỉ mấy anh công an xong tới liền à. Công an hỏi chắc là lâu lắm nữa. Trời ơi, cái con này nó không tới thiệt, nó giỡn mặt với mình hay sao kìa. Ôi. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày thăng bên nhau à. Ta không đưa cùng nhau. Trời ơi, đang năn nỉ mấy anh công an mà. Trời đất ơi, tôi dám tắt máy luôn hả trời. Trời ơi. Sao đành bỏ anh đi à, bao ngày thăng bên nhau à. Ta không đưa cùng nhau. Con nghĩ gì lì quá, công an bắt mà gọi hoài. Bị tịch thu điện thoại luôn rồi. Mày. Tao không tin tao kiếm không được mày. Trời ơi má ơi, công an bắt mà còn gọi được nữa hả? Alo má hả? Có cái con quỷ nào mà đã bán súp với bán xôi á, nó gọi lại kiếm bà Bảo, nói bà Bảo không có ở nhà nha. Tao là má mày nè Bảo Bảo. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi mày bây giờ mày tới chưa? Mày chịu tới chưa? Mày đâu rồi? À, tới rồi. À, còn một cái ngã tư nữa là tới liền nè. Ôi vậy hả? Còn một ngã tư nữa là mày tới rồi hả? Ủa vậy sao mày bắt được điện thoại bàn nhà mày?
Alo. Alo. Ừ, ba Bảo tới rồi nè. Mày Bảo Bảo, mày tới chưa? Tới rồi. Công viên Hoàng Văn Thụ đúng chưa? Mày đang công viên Hoàng Thụ gần sân bay đúng chưa? Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Trời ơi, tao mừng quá, cuối cùng mày tới rồi. Rồi đợi tao chút xíu đi, tao đang uống cà phê ở Vũng Tàu. Giờ 3 tiếng nữa tao lên nha. Hả? Mày xạo hả Mười? Mày tưởng có một mình mày biết giờ dây thung hả? Tới rồi. Bảo Bảo đẹp không? Super soi đẹp không? Ừ, danh bất hư truyền nha, trời ơi, công nhận. Khoan, đứng dậy quen vòng coi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận đi Trương nha. Trời ơi, năm 2010 mấy rồi mà còn bận quần ống le hả trời? Mua đen mà. Này trời là... kết hợp không đâu vô đâu hết trơn á. Quần ống le mà áo sơ mi sọc. Nhưng mà Bảo Bảo, trời, lần đầu tiên thấy trời. Làm như là... bị đen phải không? Ai nói bị đen? Hả? Tan gái thiệt đó bà nội. Ai á? Im đi. Nghĩ sao vậy? Hả? Một cái tấm thân ngọc ngà như vậy nè, mà bắt người ta phơi nắng phơi sương, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, trường mặt nó giữa chốn đông người như thế này, người ta để ý dòm ngó tới Bảo Bảo rồi sao? Ê, cái quán này nó ế có hai mình tôi với bà thôi mà. Nguyên cái quán không có con người nào hết á. Tại bà nãy có người á mà 5 tiếng đồng hồ ta đi rồi. Tôi nói thiệt nha, tôi nói phải tôi khen nhau, lần đầu tiên tôi gặp bà tôi mê bà quá. Phải không? Đúng là tranh bất hư truyền. Ông giận tôi móc khóe nó giới thiệu đúng người ghê thôi. Phải không? Nói thiệt, tôi chưa thấy con nào mà xấu hơn bà đó. Trời, tôi nói tôi không phải chê bà nghe, không phải là chê, tôi nói thiệt nha. Trời, bà xấu xúc phạm người nhìn phải không? Bà xấu mà xấu lây người kế bên luôn. Bà xấu mà giống như là coi là bà xấu mà nó làm ô nhiễm thị giác ta luôn á. Thiệt, nhìn bà giống như cái con gì á, cái con bulldog á, cái con chó mà cọp á biết không? Cái con chó mà để hai cái họng nó xả xuống rồi nó đi cái nước miếng nó chảy lùm la đó. Rồi tôi nói thiệt, khốn nạn hả, đi tiện gì hạ lưu, bị ổi, vô sĩ, nữa đi. Mang trá. Thôi. Nghĩ sao vậy? Hả? Nghĩ sao cái nhan sắc này mà nói người ta vậy vậy hả? Con nghe nói mà làm đủ một chuyện, không có chuyện gì mà ông dám làm mà lên trên báo rồi mà chửi hết nghệ sĩ, những nghệ sĩ nọ ai cũng chen miệng vô mà chửi vậy. Thì đó, cái nào mình thấy mình không có hợp nhãn, hợp cái lỗ dĩ mình thì mình nói thôi. Rồi coi như là trên trang, mấy cái trang mà cộng đồng mà phim clip rồi mà tự quay hình mà múa mà bận đồ biến thái mà lên mà múa cột mà làm thế ghê đúng không? Cái gì cũng làm hết rồi. Rồi mình trên tất cả những cái trang báo mà lá cải, lá me, lá mít gì mà lên trên được không? Mình phải lấn thân vô thôi chứ sao bây giờ. Mình không có ngoi ngớt vô được cái lá sen, lá súng thì mình phải kiếm cái lá mơ, lá mướp hoặc là lá thúi địch mình vô. Bây giờ tôi mình làm gì để dính với nhau để đi nổi chứ giờ tôi cũng bán theo kéo mấy chục năm mà tôi hát hoài mà không có nổi. Bây giờ kết hợp đi chứ tôi phái bà quá rồi đó, tôi mê bà quá rồi đó, còn bảo ập. Oh wow, ý kiến hay quá. Ừ. Ý là bây giờ muốn kết hợp với Bảo Bảo phải không? Kết hợp đi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tại vì bà nhiều chiêu trò, bây giờ tôi bật kết hợp lại mình mới bơm lên, mình mới nổi tiếng được, bà hiểu không? Đúng rồi ha. Bây giờ bà làm sao đi, tôi thích chứ. Tại vì tôi thích tham gia vô cái stupid, bà giúp tôi đi. Ngu. Thế sao chửi tôi ngu? Mới nói gì? Stupid là ngu đó. Đâu có. Tôi nói tiếng Anh á, cái stupid á là cái giới nghệ sĩ gì đó kêu là... Trời ơi bà tầm bậy tầm bạ không biết. Cái gì? Muốn vô cái giới này người ta phải gọi là cái giới showbiz. Showbiz. À. Trời đất ơi, người ta phải đá cái chữ lên, vuốt lên. Showbiz. Showbiz. Cũng rỉ xuống cho được nữa hà. Cái gu tôi nó thích xuống mà, chứ tôi không có móc lên được như bà. Bây giờ vậy đi, quan trọng nhất là đó giờ á, Bảo Bảo cũng làm đủ thứ trên mạng rồi, thiếu điều mà muốn lột ra nhảy cà tửng cà trời. Thôi nha, mà thôi chưa nha. Nổi được đó. Thôi nha, bà đừng có xuống cho múa cột nha. Múa cột ăn nhầm gì, cùng lắm bị cấm diễn thôi. Không diễn đâu. Trời ơi, tôi chưa diễn được nữa mà cấm tôi diễn tôi chết tôi luôn à. Bây giờ cho tôi cái cách này đi. Bà Bảo đã có cách rồi. Sao? Nói một nhọt hả má? Bà làm gì mà bà nhúc nhích hoài vậy? Đang suy nghĩ. Bảo Bảo đã có cách rồi. Tụi mình sẽ thực hiện theo phương châm 3S. Sang, xích và sức. Ý là nói hai chúng mình sẽ làm scandal yêu nhau. Em yêu nhau? Tôi với bà yêu nhau hả? Ừ. Dạ, cái này gây sốc.
Bảo Chi sẽ tập trung vào chúng ta. Lúc đó Bảo Chi sẽ đập vô mặt chúng ta. Chúng ta sẽ có xô. Bảo Chi nó sẽ đập vô mặt bà. Tất cả mọi người sẽ đập vô mặt bà. Dư luận sẽ đập vô mặt bà. Tao đập vô mặt mày. Mày đừng có lợi dụng cái niềm vui rồi mày tán tao nãy giờ không thương tiếc nghe chưa. Vậy chúng ta sẽ quyết định vậy nha. Như vậy là chúng ta sẽ yêu nhau. Trời ơi, hay quá. Trời ơi. Trời ơi, Bảo Bảo ơi. Chết hoài má ơi. Gì vậy? Cái gì? Đâu cái gì mà cái phòng bụi quá. Trời ơi, bụi đâu mà bụi. Trời ơi, quỷ nó mất vệ sinh, nó sợ luôn, hắt xì tùm lum mà ta cạo lông chân chứ bụi đâu. Trời ơi, cái con biến thái, trời đất ơi. Trời đất ơi, nó cạo lông chân mà nó xịt lông đầy trong mặt mình, thèn gì nãy giờ tôi nghĩ mũi. Trời đất ơi, mình lặn gán lứa, mình phải kỹ lưỡng cái vụ đó chứ. Ở vô, con mẹ ở vô. Trời ơi, thứ ăn lông ở lỗ. Vậy ăn lông ở lỗ. Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi là tôi nghe là cái con quỷ tư móc khóe là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đi cặp bồ với bà, thấy không? Bà đặt cậu xì căng đan, thấy không? Đó bây giờ đó, ế cũng là ế. Nguyên một tháng trời ngồi không ở nhà như hai con chó già ngồi trực xương vậy nè, thấy không? Đó, nhìn đi. Trời đất ơi, quen đồ đồ qua ở chung. Trời đất ơi, cho tao qua ở một cái nhà tao nói nó nhỏ mà tao nói con quỷ này nó ở vô. Trời nó ở vô mà thì tao chả thay. Ngày nào mà nó không cạo lông chân làm như nó ăn không ngon mà cái nhà nó trời nó thúi như cái chuồng trâu thật thôi. Ê, giờ tôi thích gì đó được không? Chịu không? Bà đừng làm mặt tủ tim trước mặt tôi ói bà hiểu không? Ủa chứ sao? Tôi nói không phải khen nha, cái mặt bà như cục gạch vậy. Trời ơi, nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy Super Soi? Cái mặt người ta khả tú khả ái vậy thôi chứ. Thôi vậy hả, mặt bà khả ái hả? Ừ. Cái mặt bà là mặt khả ố á. Ê, nên tôi mới phát hiện dùng son Trung Quốc phải không? Trời ơi, nó chảy bợn đầy hai cái mép môi nè má. Trời ơi, y như ăn sữa chua mà chưa có chùi vậy trời ơi. Cái này là son dưỡng. Dưỡng gì bà nội? Hả, à, cái này nó là bợn nè, ke nè bà cố. Bà nằm xong mà ke nó đóng bợn hai bên mép. Bà trời ơi, con mình nó ở vô dễ sợ. Bà nghĩ đi, từ ngày tôi cặp với bà bây giờ một tháng trời rồi có sao không? Trời thì người ta cũng tính dữ lắm chứ bộ. Thiệt á, mà không biết sao á, kỳ này em tính á, tính dữ lắm á, mà sao cũng ế làm sao ta. Là hôm qua tôi làm một cái dấu liều là tôi mượn coi như là 40 triệu của cái con tư móc khóe. Đó, bởi vì là tôi đưa cho bên cái trang là không nên tin.vn rồi. Tôi bài cho vụ đó chứ ai. Hay thì quá. Bây giờ là tôi đang đợi là cái kết quả của nó đây. Cuộc đời thì không, cuối cùng đi về ở chung với Hà Mã. Ê Hà Mã nào? Ta mỹ nhân người hả? Cái gì? Điện thoại reo. Người ta gọi trả lời nha. Alo. Vâng. Tôi chính là siêu sao ca nhạc trẻ Âu Dương Super Soi đây. Bà Bảo. Con Điên nó chết rồi. Ê! Có Bảo Bảo, Vanilla Bảo Bảo nữa. Có Vanilla Bảo Bảo. Alo. Tôi xin lỗi. Chị gọi từ trang không nên tin .vn phải không ạ? Dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ôi chị lộn số hả? Ê! Ôi con này nó cũng rảnh lắm nè, từ nãy giờ mà nó nói mà nó biết tên tao luôn mới ghê mà nó nói nó lộn số nha mày. Cái con này mới rảnh nè. Cái con này mới rảnh là mày tự xưng mày cái tên mày nên người ta biết là phải rồi. À vậy hả? Mắc mớ gì người ta biết đâu. Hàng gì nó nói, nó hỏi cái con quỷ mà cái con mà con quỷ vợ mày đâu. Cái tự nhiên cái tôi tưởng là hỏi bà, cái tôi nói bà chết rồi đó, bà hiểu không? Ê trời ơi, nó nghe là vậy là tụi mình được nổi tiếng rồi đó, thấy chưa? Không dám ra ngoài nó nhận lộn người ta chứ mà nó tưởng bà đó bà nội. Ôi đất ơi. Cái gì đó? Gọi, có người gọi. Xô. Chửi nha, nó lộn số đó. Mày lộn số nè mày. Dạ em xin lỗi chị, dạ em xin lỗi chị. Dạ chị bên trang không nên tin.vn ạ. Tôi ra coi ạ. Em xin lỗi. Tại hồi nãy có một cái đứa kia nó gọi nó khủng bố em bị hoang mang quá. Em xin lỗi chị. Dạ em là
Âu Dương súp bò xôi đây gì? Dạ. Vanilla bà bảo. Dạ, dạ có cái con cái gì? Vanilla bà bảo. Vanilla bà bảo. Cái tên nó khó đọc quá chị, cái con bảo bảo nó có ở đây. Dạ. 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 Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Trời ơi, công sức tiền của bao nhiêu lâu nay gom vô chỗ này, rồi bây giờ người ta không nhận. Mày điên hả? Nó nhận rồi. Nó kêu tụi mình thay đồ tới tòa soạn điện làm hỏng vấn. Nó mày rảnh lắm à. Trời ơi, nó chịu nhận rồi chứ sao mày khóc chứ, làm nó khóc theo vậy? Tại tao mừng quá, tao xúc động. Cuộc đời tao lần đầu tiên có người chịu nhận phát bài hát của tao. Có nghĩa là người ta chấp nhận để nhận cái tiền đút lót của mình phải không? Bây giờ biết phải làm gì không? Tổ chức nghệ thuật rình rang, fan club đông nghẹt luôn. Không. Làm gì không? Làm gì? Thay đồ. Trời đất ơi, thôi khoan dừng lại. Trời ơi, mấy cưng làm sao giờ sáng ăn sáng chưa vậy? Trời ơi, có đàn ông con trai còn đùa cơ bắp dạm dở con chuột như con chồn mà la hầm cái tiếng la, rồi tôi biết yếu sinh lý rồi. Trời đất ơi, coi kìa, cái thây thì bự nhất lựa, cái con gấu nhỏ nhất cầm trên tay. Ta nói có cái cách nào mà làm cho cưng ngầu hơn được một chút không? Ngầu à. Trời ơi, thần tượng tới rồi mấy cưng ơi, la to lên cho chê. Súp và xôi. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi. Trời ơi, đứa nào đó. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Kéo vô, kéo vô. Trời đâu ra vậy? Trời ơi! Trời ơi! Kéo nó vô trời ơi! Cắt nó lại! Bảo bảo cho mày coi nè! Bảo bảo! Tiếp tục ra cô! Trời ơi, mới đây luyện thanh tốt ghê. Anh bà nội mày tao chửi đó. Ủa mắc mới gì chửi? Ủa tao trả tiền mà sao tụi mày la tên có mình đứa bảo bảo không vậy? Còn tên súp bò xôi tao đâu? Mấy cưng la súp bò xôi đi mấy cưng. Súp bò xôi bảo súp bò xôi. Súp bò xôi bảo 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 súp bò xôi bảo. Kiếm đâu ra con động vật nguy hiểm này vậy? Đâu mà nó sống tới, nó phóng tới, nó muốn cào tôi ra vậy? Thần tượng lắm. Ê, thần tượng thiệt nè. Thần tượng lắm, không có mướn đâu. Thiệt. Ủa, nó tình nguyện viên hả? Ừ. Thích thiệt đó. Bà hay quá ha. Hả, tôi kêu bà vàng dựng á, xong rồi bà tặng bà làm ơn bà đổ cái con gấu đi, cái con quỷ này nè. Nó cứ tặng 8 lần rồi, tao nó thúi gấu luôn, khi được khán giả nó nhận ra nó luôn rồi đó. Đưa cái con gấu mới đi, tôi đã nói với bà rồi. Quản lý rồi. Tôi là ca sĩ, tôi ăn bận còn chưa nổi bằng bà nữa mà coi bà chơi một về hộp hà. Ê nè 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 nè. Nãy giờ chế nhìn mấy cưng rồi đó nha. Chế có danh có tánh nha, có tên có tuổi nha. Ngoại hình với diễm lệ như vậy chế cũng phải có một cái tên xứng tầm và chế đổi đời rồi. Chế đổi nghề danh rồi. Tên gì? Mộc Khuê Tứ. Mộc Khuê Tứ là gì vậy ngoại? Mộc Khuê là móc khóe á ba. Trời đất ơi. Trời ơi, cái tên hay quá vậy. Ê, quản lý này mới được nha. Quản lý tao á. Trời ơi, chế nói với cưng chế lo cho nó từ bộ đồ chế lo đi đó nha. Được không? Được không? Cưng á. Cưng giải trí cho công chúng mà cưng không có biết nghĩ cho công chúng gì chết hết. Cha. Ngần này màu mà cưng không có xứng tầm bán kẹo kéo cưng. Chết cha, vậy sao vậy? Chế thêm màu cho cưng. À vậy hả? Đó. Lễ trao khăn. Đó, chế phong tước vậy nè. Đó, thấy không? Tao nói người ta có trai đẹp bị trục xuất, mình có trai đẹp được trục vớt. Quay nhầm chế coi. Hay quá trời. Quay nữa chế coi rồi, giữ lại cho chế coi. Đó, đó, đó. Đó, được rồi đó. Không, tắt thở. Ngọt. Trời nhìn hay ghê lắm cô. Bà ngoại, bà ngoại vừa phải thôi. Bà để tôi tự quấn đi, bà ra bà xiết cổ cho tôi chết luôn đi. Bữa nay tôi ký hợp đồng bà nội nha. Thêm miếng màu vô. Thôi rồi. Để tôi tự làm cho, để cho nó cắt lại. Rồi xong, mày muốn... đi. Lê 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 l
trời. Má ơi, phấn nó chảy luôn rồi. Trời đất ơi, sao mấy quỷ này nó chưa tới nữa trời ơi. Nói ra đi. Đi ra. Quỷ vô đã dặn rồi mà. Phải để em chú trước. Chào chị. Hai đứa. Dạ. Hai đứa tới trễ thì đừng có gây gỗ. Chị còn đang rất là bực mình nha. Gây một tiếng nữa tao nhào vô, tao phóng vô một cái, tao tán từng thằng một nghe chưa. Nghe chưa? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Dạ. Cái con quỷ này nó lâu, nó chuẩn bị lâu. Em nổi điên với nó không à. Chờ em nhau. Mấy giờ? 3 giờ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ. Nghĩ sao mà hẹn 3 giờ mà bây giờ 6 giờ mới tới. Ủa hai đứa em chứ là ngôi sao mà. Hai đứa bay mà ngôi sao là ai chịu nổi hai đứa bay nữa. Dạ. Đấy, con quỷ này nè. Con quỷ Vanilla nè. Trời ơi, nó thì xin lỗi chị, nó gắn cặp lông mi nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi em ơi, em trang điểm cái gì mà thấy ghê vậy cưng. Em xin lỗi chị, tại vì em cũng không muốn gì đâu. Mà nãy giờ xin lỗi chị, em cãi lộn với cái con uống tóc ở trong xóm em. Em muốn khang tiếng luôn nè chị. Sao vậy? Chị tưởng tượng đi, con mắt em nó rất thiếu ngủ, nó sụp. Em kêu nó ráng dán lông nheo sao cho dãnh ngược lên, cho thấy con mắt nó to đẹp. Mà chị tưởng tượng đi, cái lông mi người ta nó cong như chày. Mà con quỷ nó không hiểu sao mà nó dán ngược, nó móc ngược vô con mắt em như chày nè. Nó cho vừa. Chị tưởng tượng coi em chịu nổi không? Em chịu lộn với nó nãy giờ 4 tiếng đồng hồ mới tới trễ cái gì con quỷ đó đó. Trời thì, ơi trời. Quá mà. Hỏi chị bây giờ cái con mắt nó không chịu ngủ mà nó sưng bụp lên, giờ nó còn như hai đường chỉ ngang, ta dán kiểu gì thì nó phải móc ngược vô thôi. Thôi thôi thôi, bỏ qua cái lông mi lông mày vậy của tụi em đi. Nghe không, mà rút kinh nghiệm mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa. Dạ. Trời ơi chị chờ mà bây giờ mặt chị chảy luôn rồi nè, thấy không. Xin lỗi em lại chị luôn á, em lại chị luôn á. Thôi đi ra đi, chưa chết mà lại gì mà lại. Không phải em sợ nè chị, bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ là cái vụ mà cái xin lỗi tao đã ơi con bị. Em bực mình nó ghê, chỉ có nó ăn bẩn em chịu không nổi mà nãy giờ nó quất vào trong mặt em bao nhiêu lần rồi. Hai đứa đừng gây lộn với nhau nữa, chị mệt mỏi hai đứa quá rồi. Dạ dạ. Giờ sao nói? Cái bài cái bữa bài là bên sếp chị chịu nhận cái bài của tụi em là phải không? Ủa, tụi em gửi chị cái bài gì ta? Dạ. Cái bài mày để tao đây. Cái gì vậy? Tao nói cái tao không vô, tao tán từng thằng một nha. Dạ, em xin nha. Dạ. Gây hoài. Phải tại vì cái bài đó là đáng lẽ là của em. Dạ. Nó dành hoài để em nói. Nhưng em làm nhạc chị, em làm nhưng nhạc. Mà cái bài đó sáng tác riêng cho em. Cái bài đó em phối đó chị. Số phận em, của em phối là. Nhưng mà cái mày hả? Chị bình tĩnh chị. Tao nói làm sao? Dạ, nói sao? Dạ. Đừng gây nữa. Nhức đầu nghe. Bây giờ em nói. Bây giờ ra quánh đồ tì đi nào. Cho mày ra cái búa đi. Tao ra cái búa mày ra cái gì? Tao ra cái búa rồi tao ra cái kéo cho. Phải không? Ừ. Mày nói nha. Ừ. Hứa nha. Ừ. Rồi, 2 3. Rồi tao nói. Em đã thắng. Tao chưa thấy ai ngu như mày. Kêu em ra cái búa rồi giờ nó chơi nó hại em. Kệ đi. Kệ. Nói nè. Cái bài bữa em gửi cho chị đó, cái bài mà khi nào em mới chịu hạ sanh á. Dạ bài đó sáng tác cho em. Dạ khi nào em mới chịu hạ sanh. Dạ. À cái bài đó đó hả? Dạ. Sếp chị nhận rồi. Hay quá. Trời ơi mừng quá chị ơi. Em bữa em có gửi qua tới 40 triệu lần hả chị? Chị biết thì chính vì cái 40 triệu đó mà sếp chị nhận nó cưng. Chị này chị ráng đưa tụi em vô được bình chọn, đưa lên bảng xếp hạng. Nói nào ngay, chị đã nghe thử cái bài đó rồi. Dạ, nghe sao đấy thầy chị? Hay không chị? Cái cười là thích à, cười là thích, cười là thích khoái nào. Dạ quá, để chị nói. Sao vậy? Trời ơi, không phải nghe tụi em. Dạ. Còn cái bài đó nghe đó, nó thấy ghê lắm mày. Trời ơi, nó dở dễ sợ lắm mày. Trời ơi, tôi nghe mà tôi nổi da gà từng chập luôn à. Nổi da gà không phải là nó hay, nó hay ghê quá. Rồi tôi không ngờ á, cái giọng hát khủng khiếp như vậy luôn á. Biết không, hôm bữa chị mở cái bài đó vô. Ở nhà chị đó, chị đang mở cái bài đó ghi vô chị tắm. Ở ngoài này con chó của chị á, nó nghe làm sao. Mà nó như nó nổi điên lên em, giống như là kích thích quá. Trời, cái bài của tụi bay nó kỳ lắm. Tao đâu có dám nghe nữa, tao tắt liền. Em chỉ đọc rap thôi đó, là nó hát hết đó. Dạ không, nhưng mà tụi tôi. Ê, cái giọng rap của mày lạ nha. Em rap đó chị. Đó, cái giọng rap này lạ. Ê, khi nào em mà cách chắc cái khi nào em cách chắc cái. Đó. Nhưng mà cái đoạn Tao thích. Cái đoạn rap nó tao thích. Tại vì tao không nghe được cái gì hết. Đó, thấy chưa mà chị nghe em hát đúng không? Dạ. Tao nghe mày thì hát rõ chữ. Dạ đúng rồi chị. Nói chung ca sĩ là phải hát rõ chữ. Dạ đúng. Mà bừa bị cái là cái giọng của mày rất là dở thôi. Hiểu không? Phát âm thì được mà cái giọng dở thôi. Nói chung là hai em phải cố gắng hơn nhiều nữa. Dạ. Thì mới thành ngôi sao nhưng mà được. Bây giờ chị cho nó vô bảng xếp hạng đi. Dạ chị cho vô bảng xếp hạng cái chương trình gì mà cái chương trình mà của cái đài của chị. Đây nè chị. Dạ. Đây nè. Quyền lực nằm trong tay chị. Hay quá. Em đừng chỉ là cái đại diện cho quyền lực rồi. Em đặt vị trí vô đúng chỗ rồi. Đúng rồi. Bây giờ hai em cứ yên tâm. Đặt cái bài đó vô một cái chương trình rất là hoành tráng. Chương trình gì? Vượt qua mặt cảm.
trên chương trình nghe lạ chị. Mà chương trình này sao giống viết cho tụi em, riêng cho tụi em á. Đó đó, đúng rồi đó em. Chương trình này mình phát vô giờ nào vậy chị? Giờ vàng á cơ. Giờ vàng, quá giờ vàng, khỏi ăn thương chị chỗ đó. Giờ vàng là thẳng mấy giờ chị? 3 giờ sáng. Ôi giờ, giờ đó ai nghe mà vàng chị? Mày điên rồi. Giờ vàng dành cho mấy đứa mặc cảm đó, bị dạ. trầm cảm đó, hiểu không? Chỉ có mấy đứa trầm cảm nó mới thức tới giờ đó thôi. Ừ. Ủa là có nghĩa là cái nhạc của tụi em phải là phải hướng đến cái khán giả không bình thường á hả chị? Tụi em giật dậy tinh thần tụi nó. Hay quá, trời ơi, em mê quá chị ơi, đúng rồi. Bởi vậy em nói là ngày xưa mà khi người ta tư vấn là đúng chị. Phát là phát trên cái trang mà không nên tin.vn của chị là em thích quá. Chị bây giờ mà nó nghe nè, bây giờ em đưa tới 40 triệu lên mà phát 3 giờ sáng sợ trễ quá ta nghe không được. Giờ chị cho sớm hơn xíu được không? Em muốn mấy giờ? Rồi ráng nhích cho em tí đi, giờ ba phát khoảng 5 giờ sáng đi. Mày điên hả? 3 giờ sáng mày còn không chịu, mày đi chịu 5 giờ sáng. 3 giờ sáng nó trễ chứ 5 giờ sáng nó lại sớm nha. 5 giờ sáng ta thức dậy ta đi làm việc mà ta nghe nhiều quá. À, ý nó là sớm là sáng sớm đó chị. Dạ. Nhưng mà không được. Dạ. Cái giờ đó là mấy đứa trầm cảm nó đi ngủ hết rồi. Người bình thường thì người ta đâu có nghe, mấy người đi làm là những người tỉnh táo, người ta không bao giờ nghe nhạc của tụi em. Ủa dạ chị. Dạ sao kỳ vậy ta? Ờ. Hay quá, nghe chị đi đừng có bàn ra. Chị là người chuyên nghiệp, chị dạ. nói là phải nghe. Yên tâm đi. Dạ. Một người mình chọn thôi, tụi em cũng đoạt giải nữa. Trời sao ghê vậy? Ủa sao vậy, cái chương trình gì kia? Tại vì mấy đứa trầm cảm nó đâu có thời gian đâu. Nó không thể nào mà nó bình chọn cho tụi bay được. Cho nên tụi bay chỉ cần lấy cái má tụi bay ra, tụi mình bình chọn là tụi bay có giải thôi. Thôi hay vậy luôn hả? Bây giờ nó quyền diệu dữ vậy. Quyền diệu, cái quyền lực mà có giải, cái giải thưởng bây giờ nó hay quá. Nha, ừ. Hay quá chị ơi. Thôi bây giờ vậy đi, mình làm chưa? Nãy giờ nói tào lao quá. Làm đi, làm đi, bây giờ làm đi, bây giờ làm vô phỏng vấn. Ok, bây giờ mình làm cái talk show. MC là chị luôn hả? Chị làm MC, chị có quyền không? Chị đẹp quá mà. Chị tên gì đi, em xưng hô cho nó đúng. À trời, làm gì chị bao lâu nay mà không biết tên chị hả? Thật là sơ sót quá. Ờ, cứ gọi chị là Jennifer. Ba tê bơ hả chị? À. Cái tên gì kì vậy? Trời ơi, tao muốn phóng đưa tán mặt mày nữa rồi. Chị nói cái tên gì em nghe rõ. Mày dốt, mày nín đi. Mày dốt, mày đừng có nói để chọc chị giận gì đuổi. Để em bé này nói, để em bé này nó chắc nó vẽ nó giỏi tiếng Anh. Chị á là Trang Phở. Hiểu không? Trang Phở là người đọc tiếng Anh thì nó bước lượt dấu đi là Jennifer. Đúng không chị? Tao phóng cái này vô trong mặt mày vô đó mà Trang Phở. Bạn bà nó như chị cũng đòi phóng vô trong mặt mày kìa. Nè nghe kỹ là chị. Dạ. Jennifer. Trời ơi. Tao sẽ keo rồi nha, cái gì vậy nè trời. Trời đất ơi, nó phóng tôi chảy rồi mà nó còn phun nước vô nữa. Chị thì nó làm sao chị? Không, bỏ qua cái tên, chị tự xưng hô đi, đừng bắt tụi em kêu nha, chị tự xưng hô. Rồi, vậy nè, bây giờ mình vô nha. Jennifer xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Vũ Có Mặc Cảm. Hôm nay Jennifer mời được hai ngôi sao rất là đình đám của show VIP đến đây để giao lưu cùng chúng ta. Hai em có thể chào quý vị khán giả không? Dạ, chúng em nói cho đều á, nói cho cái đều. Đến 2 3 đi. 2 3. Dạ chúng tôi. Chúng tôi. Chúng em là cho nó thân thiện. Chúng tôi là chúng. Trong chúng em đi. Lại chúng là chúng tôi. Nhanh. Ví dụ như là mày cái người nhỏ hơn mày câu chứ mày em bây giờ thì chúng tôi. Rồi, chúng tôi đi. Dạ. 2 3. Dạ chúng em. Mày rảnh quá hả? Tao bị liệu theo mày đó. Chị vô đại đi chị chứ. Tập thôi bỏ đi, bỏ quá. Đi. Khoan bỏ cái chào đi nha. Chút tập lại đi rồi chào sau nha. Dạ. Rồi. Em là Âu Dương Super Soy. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, còn em là Vanilla Bảo Bảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Hai em có thể cho chị biết cảm xúc của tụi em như thế nào khi mà gặp khán giả ở đây không? Em mỗi đứa nói một câu đi. Từ từ mấy đứa ơi. Dạ, nôn tại vì phỏng vấn nôn lắm. Dạ em cũng biết nói gì nữa. Cho chị hỏi là hai đứa vô nghề cũng đã lâu rồi. Dạ. Có những kỷ niệm nào vui hay là buồn gì đó kể cho khán giả nghe được không? Trời ơi, kỷ niệm của em nhiều lắm. Trời ơi, đi hát quá trời mà. Em kể gì nghe. Hôm bữa con sô đá ma. Em hát quá trời, xong cái cuối giờ chủ nhà quát em vô nói khen em quá trời chị. Trời ơi. Dạ, chủ nhà nói trời ơi em hay giỏi quá, em đẹp quá, em thấy thương quá. Trời ơi, rồi bây giờ đám nhà chị là em hát hay vậy đó. Rồi mai mốt tới đám em ai hát được vậy. Dạ. Trời ơi sao có duyên dữ vậy? Ê chủ nhà nó có duyên chị. Tính ra nhỏ này nó đi trước được tương lai, nó biết là thế nào này, hát kiểu này cũng có ngày bị ta đánh chết nè. Thôi được rồi, còn em? Dạ thì kỷ niệm em thì nhiều lắm. Ừ. Bị em bán keo kéo mà. Thôi bây giờ vậy nè, thời lượng chương trình cũng không có nhiều đó. Nó chỉ có mấy phút thôi, cho nên hai em chào khán giả. Chúng em. Chúng tôi.
chúng tôi nó nghe nè, hai đứa đều điềm chị xíu được không? Dạ, đúng rồi, chúng tôi nói một cái câu ao thôi, đúng một cái câu ao. Tao hai ba là vô nha. Rồi, hai ba, xin tôi chào tạm biệt. Mày không phải tao nói này. Chào tạm biệt cho em. Phải gặp lại cho nó một lần. Cắt máy hết. Dạ. Rồi xong rồi em về đi. Ủa xong rồi hả chị? Chương trình xong rồi đó hai đứa. Chị. Dạ. Cái đoạn nào mà nãy giờ tụi em gây lộn á, chị về chị cắt giùm em, chị sửa cái hình này cho nó lịch sự xíu vậy. Cái hình này ô bé cho em cho đẹp. Yên tâm đi, tụi em lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ, cái hình nãy giờ lên hình đẹp không? Đơn giản là tại chị không có thu hình. Chị phát thanh mà cho nên thu âm thôi à. Tụi em nãy giờ kêu em chân diện lên là để con điên này nó làm mặt 4 tiếng lần á chị. Dạ em dạ. Có làm. Chị đâu có kêu tụi em làm mặt đâu. Em sắm bộ đồ này cũng mắc lắm đó. Chị cũng đâu kêu tụi em mặc đồ đẹp đâu. Ủa nãy giờ là thu âm không hả? Thu âm thôi chứ không có thu hình. Được chưa? Về. Khoan, còn có vụ mà show chị nói chị mời tụi em đi hát á. Quá. Có show. Dạ bây giờ mình bàn cái chuyện ngoài luôn. Nè, bây giờ cái show này á là hoành tráng lắm nha. Show đẹp không chị? 6.000 chỗ. Mà lép mười mấy mét. Chị nói. Nó cứ nãy giờ nó quất cái này vô mặt em hoài. Xin lỗi. Mặt khán giả 6.000 chỗ mà còn có sung không? Sung lắm em ơi. Em chưa ra gào thét kêu tên em rồi. Em mà bước ra một cái là nhảy lên sân khấu luôn vậy đó, chọc máu lửa đó lắm. Trời ơi, tôi chết rồi, hát 6.000 người mà sung cỡ đó chắc tôi chết. Cái chương trình này chương trình lớn lắm không chị? Lớn lắm em ơi. Dạ. Thì cho em hỏi chương trình tên gì? Tiếng hát trị liệu. Chương trình nghe cũng mới hả chị ha? Dạ, cái chương trình này nghe cũng tâm lý quá ha. Dạ. Chứ sao em? Mình hát ở đâu, chị? Bệnh viện tâm thần. Mấy người ta bị trầm cảm á em. Dạ. Thì mình mang tiếng hát tới, mình vực dậy tinh thần cho người ta. Tụi em là hát bệnh viện tâm thần thiệt á. Đúng rồi. Nói vậy chứ thường tháo người mà quên. Ôi quá vui em. Chắc em vui lắm à. Trời không đâu em ơi. Sụn dữ lắm, mấy người đó coi vậy bị biết thưởng thức lắm á nghe. Để, bây giờ nó nghe là thôi bỏ qua đi cũng được đi. Cái show là vui. Thôi bây giờ tụi em lấy rẻ thôi. Dạ. Nếu mà em tưởng là show lớn chứ, nếu mà bệnh viện thôi em lấy rẻ chị 2.000. Dạ. Nhiêu? Thôi ngàn thôi cũng được. Ngàn. Dạ thôi ngàn đi chị. Dạ. Ngàn sao đủ tụi em ăn kem mà sao tụi em lấy cái gì kỳ cục vậy? 2.000. Đâu có ngàn cũng dư mà chị. Ngàn 20 triệu á. 2.000 đô. Dạ 1.000 đô. 1.000 đô. Dạ, thì đó. Dạ. Chị có làm khách sạn tụi em không? Ở năm sau được không vậy? Dạ, chị mướn cho. Cái gì? Dạ 4 sao cũng được, 4 sao cũng được. Dạ. Dạ. Sao? Thôi thì 3 đi, thì 3 sao cũng được. Dạ. Em ơi hát bên quận 8 mà cũng mướn khách sạn cho tụi em nữa hả em? Quận 8 mà chị. Mà. Ừ. Em tưởng đi tỉnh. Dạ. Thôi hát quận 8 cho em cái xe 16 chỗ em có vũ đoàn. Dạ đúng rồi. Hả? Chị thôi giờ mấy cho cái xe 3 gác cũng được. Dạ khỏi chị dạ. 3 gác tụi em bao nguyên chiếc dạ. Xe riêng của tụi em rồi. Không ấy tại vì hát ở trong chỗ đó đó, chị mướn giùm em 16 người vệ sĩ đưa tụi em vô được rồi. Chứ trong đó tụi em không có an tâm. Dạ. Trời ơi em ơi, cái này là một cái chương trình từ thiện. Ca sĩ ngôi sao thật sự người ta đó, người ta cũng tự lo tự túc hết. Em hiểu không? Còn hai em là cái gì mà bắt chị phải lo cho em? Từ thiện là từ trong tâm mình phát ra, có nghĩa là không có tiền. Nhưng mà tại chị thấy tụi em dễ thương cho nên có tiền. Bôi dưỡng thì son phấn rồi dạ. Xăng cọ cho tụi em. Dạ được rồi đấy. 350. Từ 1.000 xuống 350 là còn nhiêu ta? 350 nhân 7 triệu hả? Nó bớt mình 19 triệu mấy đó. 350 là 50 lẻ đó. Là chị tính cái tiền lông mi của em là tại chị thấy em cực quá đi, em gắn 4 cặp mi. Em hiểu dạ, không? Dạ. Chị bo em thêm 50 á. Dạ. Ủa này không có tiền. Không có tiền 300. Ủa nghĩ sao sáng giờ em quấn này không em cũng nóng này, ai nóng mà nghe. Em là em bực lắm. Em cực. Mà chị lấy 40 triệu của em mà dạ. Cái tiền mồ hôi nước mắt em để dành em bán cho kéo bao nhiêu năm giờ chị muốn sao? Chị tưởng tượng đi, em sắm một bộ đồ trắng này tới 120.000 lận đó. Mà em đứng em đi xe từ chỗ nhà em tới đây nãy giờ từ màu trắng nó thành màu kem rồi, chị thấy không? Tội nghiệp của em quá. Mà. Nè, hai đứa ơi, hai đứa phải nghe chị nói. Hai đứa đó không thể nào làm ca sĩ ngôi sao được. Ca sĩ ngôi sao người ta phải có tư cách. Em hiểu không? Còn hai em là không có tư cách thì làm sao làm ngôi sao được. Em tưởng hai em là ai? Chị rất là bực mình hai đứa. Đi về. Không có show sĩ gì hết á. Cái show là show từ thiện. Ca sĩ ngôi sao người ta cũng hát bằng cái tâm người ta. Ta không lấy tiền. Còn hai đứa bay hả? Đòi lấy tiền hả? 1.000 đô, 2.000 đô ở khách sạn 5 sao hả? Ở đâu ra?
Yeah. Cưng ơi, mấy ảnh ra tới nơi rồi kìa. Con điên này sao nó dư hơi quá, có ai mà giữ nó, giữ nó, giữ nó, nhà nó trả tiền cho thằng này giữ nó nè. Trời ơi sao rồi, sao làm sao mấy ngày trời ơi, nó cho chiếc nhà chứ chờ mấy ngày ăn gì, nó mời đi hát từ thiện má ơi. Từ thiện là sao má? Nó kêu tao hát bệnh viện tâm thần á, tụi quê nhỏ này nè. Tao có tiền mấy chục triệu có chết. Mấy chục triệu đó chỉ làm móng cho cả cái thành phố này, kể cả móng người lẫn móng chó mèo lẫn móng bò heo đó cưng. Quên ha. Còn vụ tiền tôi mượn mà mấy chục triệu nữa quên. Gì đó sao cưng? Bây giờ vậy đi, mấy bà cho tôi luôn đi, thì khi nào tôi có tiền tôi trả bà. Cho tiền hả cưng? Cho đi còn suy nghĩ gì, cho nhốt cái lại giùm anh em. Cho đi, nhốt vô. Rồi tiền của mấy đứa nhỏ, tiền đi giặt mấy con gấu này của chế, làm từ thiện luôn đi mấy em. Bữa đó sao từ thiện mà. Phan Phan à. Nãy giờ chị đứng trên mỏi chân chứ sửa soạn cho mấy cưng, chị đứng trên mỏi chân lắm. À vậy hả? Cho chị nghỉ. Đúng rồi, giờ xong rồi nghỉ đi. Nghỉ đi. Mình từ thiện với nhau mà. Mấy bé nghe chế dặn nè, mấy anh dặn hôm nay là diễn từ thiện, mình cũng đi từ thiện. Các em quên đi nha chị. Dễ sợ vậy. Thôi là tôi trốn kịp. Trời ơi. Anh chạy đi. Anh hãy chạy đi. Trời ơi con bé. Trời ơi mấy con quỷ quýnh gì đâu mà dữ vậy nè trời ạ. Chạy đâu dữ rồi trời. Ê trời ơi, mấy đứa này nó chạy mà đúng luật giao thông dữ ha. Đi đường một bên vậy hà. Trời đất ơi. Ủa nó chạy đi đâu nữa trời. Cho dừa. Coi như đám đồng tiền chế bỏ ra đi, cúng cô hồn sớm đi. Trời ơi, không có văn quá đòi làm ngôi sao sao? Sao chửi thường tượng em? Trời ơi, ở đâu sẵn quá vậy? Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi tên là Hồng Ngọ. Mày là con ngựa, mày đáo giác mày tìm chỗ mày ra khỏi cái nhà này hả? Hả? Ủa ba ở đâu mà sao con làm gì ba cũng biết hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba ra đây con nói chuyện chút xíu ba ơi. Mày ồn ào quá, câm họng lại đi, tao xuất hiện rồi mày.
vậy mày nói tao cô dâu hả mày? Chứ ba mặt lè lẹt quá, hột quá trời hột rồi, giống y chang cô dâu vậy đó à. Hột nhiều quá để làm gì con, phải gắn lên trên này hiểu chưa? Ba vậy chừng nào ba mới cho con lấy chồng? Không có chồng gì hết trơn á. Sao vậy? Tao nói cho mày biết nha, đàn ông trên đời này bây giờ không có ai tin tưởng được hết á. Còn là tiểu nhân bị ổi hạ lưu đê tiện, đạo sĩ thúi không à. Nói chung đàn ông là một sinh vật hiếm có tàn nhẫn nhất trên hành tinh này hiểu chưa? Ba mắc cười quá à. Phải chi ba là má ba hận đàn ông á, con thấy mắc cười. Ba là ba là đàn ông mắc mới gì ba hận đàn ông dữ vậy? Tại má mày tao mới hận đàn ông á. Thôi ba đừng đổ thừa, má con mất từ lúc con còn nhỏ xíu kìa. Trước khi má mày mất á, má mày đã lấy tao rồi, đẻ mày ra rồi. Vậy đó mà cứ đem tao ra so sánh với một số đàn ông khác, so sánh một cách khập khiễng. Nghĩ sao tao vậy đi so tao với Bình Minh? Một ngày nọ bà ngồi bà lặt ra, bà nhìn lên tivi bà thấy Bình Minh, bà la lên nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới cao được bằng Bình Minh. Má con nói đúng chứ bộ. Đúng cái gì mà đúng, sao bà nhào vô tivi bà hỏi Bình Minh, Bình Minh chừng nào mày lùn bằng chồng chị? Rồi cái xong tao tức quá tao đổi kinh, cái bà thấy Phạm Văn Mách cái bà cũng so sánh với tao nữa. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới có cơ như Phạm Văn Mách. Má con nói đúng chứ bộ. Sao bảo nhào vô bà hỏi Phạm Văn Mách, em ơi em có cơ nhưng mà chồng chỉ có bắp. Trời ơi. Sao người ta mới chuyển kinh, tao thấy Nhật Cường là tao yên tâm rồi ha. Vậy mà cũng đem tao ra so sánh nè. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi có nhiều mụn như Nhật Cường à. Để chứng tỏ người đàn ông bản lãnh. Nổi điên không? Sao bảo nhào vô bà hỏi Nhật Cường ơi, chừng nào em nặng sạch mụn bằng chồng chị? Gây qua gây lại cái bà ói máu bà chết trên giường à, nổi điên không? Đó thì giờ á, chừng nào mới cho con lấy chồng? Không có lấy chồng vậy đó, tao gìn giữ cho mày mấy chục năm rồi, làm ơn làm phước gìn giữ thêm vài chục năm nữa đi bà nội. Ba, nói ba nghe nè, ba đừng nói với con á, là chỉ khi nào á mà con kiếm được người đàn ông á y chang ba, ba mới cho con lấy nghe. Đúng vậy. Chừng nào kiếm được một người đàn ông xuất sắc như tao thì tao cho lấy. Kiếm rồi mà kiếm không có ra. Con nói ba nghe nè, trên đời này có mình ơn ba tôi đó. Con nói thiệt, ba ném về á quái thai quái thú đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai nói mày tao quái thai quái thú đó mày? Tao là quái vật nha mày nha đó. Không có chồng gì hết trơn á, mệt quá đi. Ba à, con nói ba nghe nè, ba nhìn kỹ con đi nghe, rồi quay sau lưng quay. Đó, dắt tay nhau đi nè. Thôi, giống y chang bà mẹ dắt con đi siêu thị không? Rồi, quay ngược lại nữa nè, dắt đi nữa nè. Đó, nhìn từ trước nhìn lại đó, giống như chị dắt em đi học vậy đó. Giỏi lắm á, người ta nhìn kỹ vô mặt hai đứa mình á, người ta tưởng hai bà bạn thôi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày nói tao bà bạn mày vậy bậy, hả? Chứ ba bận gì ra đường, ai nói ba là ông á, con ba đó. Tao nói không có chồng gì hết trơn nha. Nghe lẹ mệt lẹ mỏi quá. Mày quá ba. Cái gì? Trời ơi, ba thay đổi cái suy nghĩ của ba đi. Con bữa nay con qua mặt ba rồi đó, con vượt rào rồi đó. Hả? Mày vượt rào rồi hả? Trời ơi, hèn chi tôi thấy nó sổ ra như bao gạo vậy trời ơi. Trời ơi, con mập là tại vì con già rồi, con mập đó chứ không phải là con cái vụ kia đâu, ba đừng có tưởng. Con già lắm rồi đó, con nói cho ba biết. Chứ mày nói mày vượt rào là sao? Hôm nay con mời ảnh tới cho ba coi mặt đó. Trời ơi, mày gan quá vậy hả? Ba nghe nè, ảnh đó ha, là một người á, nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mà ha, ảnh ở trong đoàn á, ảnh là kép chánh không đó ba. Ảnh chuyên môn đóng những cái vai mà kêu bằng là con người nghĩa hiệp. Một cái con người mà tốt mà ta nói trời ơi, bản thân ảnh anh tốt từ trên sân khấu tốt ra tới ngoài đời đó ba. Ảnh xin người ta hả, đóng mấy cái vai mà cà chớn cà cháo hả, chưa bao giờ ảnh được đóng luôn. Ba mà gặp ảnh á, mà ba sẽ hối hận nếu mà ba không cho con lấy ảnh. Ảnh là cái niềm ước mơ của biết bao nhiêu nhỏ hot girl đó ba. Vậy thằng đó chắc nó bị điên rồi sao? Hot girl nó không lấy chứ hốt nguyên con voi đừng tánh linh vậy trời. Cách đây chục năm con cũng hot girl chứ bộ, tại vì ba vú hoài ba không có cho con lấy chào. Ai vậy? Đúng. Trời ơi, anh tới. Thôi đi, tao xem lừa dối anh. Cái gì à? Tao xem lừa dối anh. Cái gì? Cái gì vậy? Con riêng phải không? Hả? Hả? Đã nói kỹ sao mà rồi mày? Con đừng có nói nữa, đi vô lấy cho chú chi ly nước thì chú nói chuyện với má con. Nhìn kỹ cái mặt đấy nè, cái mặt vậy mà mày kiếm bằng con hả mày? À, trời, xin lỗi. Mày nhìn kỹ mặt tao
vậy mà con mày ra đây? Xin lỗi, tại vì trời ơi, ta nói là cái dáng học sinh mà mặc phụ huynh. Trời đất ơi. Biết rồi, đây là ở đợ nhà em phải không? À, trời đất ơi. Chú lấy giùm con hai ly nước trà đá rồi nói chuyện nha, cảm ơn chú nha. Cái gì không hiểu hả? À, chắc Việt Kiều phải không em? Nhìn này chắc là Thái Lan nè phải không? Sao đi kha. Sao mà đi khắp bọn bên lề chắc hẳn chú ta bằng của Nika ở đợ nó cả một cái ly nước trà đá nè. Khắp ta leo. À, biết rồi Việt Kiều Lào. Sổ tổn na tổn na bà cái quần sổ lõn na tổn na quần na bà cái tổn tẹt ca na. Húng mà cái là cái tổn tổn. À, người Hàn Quốc hiểu luôn. Phụ chứ cái đi ổn ổn nhớ phụ chứ cái đồ. Thế như hai con điên vậy trời. Cái nhà này kỳ quá, bây giờ có lấy nước hay không? Cái gì em? Nghe cho kỹ nè. Sao? Ba tôi đó. À, thì... Nó bắt đầu sợ rồi. Chết rồi. Nó sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác nha. Nó bắt đầu chuyển giọng nịnh mình. Cô không ngờ bác giống như con quỷ vậy bác. Trời đất ơi, con nhìn em đẹp mà cô không ngờ bác nhìn như con quỷ vậy. Không thể một con người nào dị dạng như bác. Bác giống như một cái loài mà đẻ ra mà còn sai sai múi giờ mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Bác hiểu không? Trời ơi, không có một cái người nào mà lùng một cách giả mang mà lùng xúc phạm người nhìn như bác hết trơn á. Lùng mà lùng không kiên nể ai, lùng bao nhiêu lùng dành hết à. Bây giờ bác thử bước xuống dưới coi, người ta ngồi bằng bác đứng, bác tin không? Trời đất ơi, có cái con người nào mà kỳ vậy? Ma mình. Trời ơi, nó nói thằng vậy mà mày ngồi cười không? Con mắc cười, con xin lỗi ba, tại con mắc cười. Đó, vậy thôi đi, mình nhìn tao nó hoạt hình cũng ra hai con người này. Mày dễ sợ tao nó làm sao một con chuột mà phọt ra con hà mã. Nó kỳ cục lắm, nó tôi mày sao đi mới làm được cái chuyện này. Trời ơi. Bị tán nữa mà vui vẻ trời. Không biết hai ngày xưa người ta làm sao ta. À, hay là làm đặc xăng, đu dây hết trời. Đu dây thiệt. Đu dây qua đây, cắt dây. Đấy, học máu. À, không phải đu dây, chắc chừ. À, biết rồi, tạc răng, đu cục điện. Đu cục điện, phóng thang, leo thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gạt thang, té. Không phải, bà ơi. Bà. Thôi, để tự con làm được rồi, bà ơi. Phải đánh con nữa, con đâu có muốn cười đâu. Tại vì nó mắc cười thôi, con xin lỗi bà. Anh đi, vô, chơi tới đi, chơi tới đi. Mày sợ bưởi hả? Mày sao hả mày? Đánh cho mày chết, đánh cho mày chết. À, hay quá, thực hành rất đúng như clip giáo dục của các giáo viên quýnh trẻ em. Hay quá, đây, ê, nói là kìa, hốt cho nó ăn lại đi. Mày sao hả bưởi? Nhớ đầu mà vô luôn nước là mày chết trà nha. Đó, mày sao hả bưởi? Thôi, hay quá, à, kiếm lên, quyên sinh, đem đi quyên gót từ thiện. Khi không nổi. Trời ơi trời, cái đùi của nó bằng cái lưng của tôi rồi trời ơi. Cái nhà này kỳ quá ha, trật tự nhà này kỳ quá ha, vui quá ha. Bác, trời công nhận gia đình mình vui quá ha. Bác, ha, nhìn lương sợ. Rồi, bác ơi, thôi nha, bây giờ mình vô đây mình coi như mình hỏi tuổi coi có hợp hay không. Chứ thích gia đình này quá, vô đây vui quá. Bác là tuổi gì? À, con chó hả? Nhìn mà biết là chó rồi, mặt như con chó. Em tuổi gì? Anh nói nghe, anh thừa biết nha. Tôi tuổi ngựa anh biết thì đúng rồi, nhìn cái mạng nghe lưới em con ngựa rồi, nó thèm trai ra mặt mà. Con thì là có tánh con là con tuổi hổ, cái tánh con cái mạng con á, cái thiên mệnh anh hùng của con là con hổ. Bây giờ con phải trị vì cái gia đình này thôi. Bụng miệng ba rồi cho nó nói. Con không ngờ anh như vậy đó. Trời ơi, anh có biết là tôi giới thiệu với ba tôi với anh sao không, mà bữa nay anh đến anh làm như vậy hả ba? Bây giờ ba nói đi, ba chửi đi. Miệng đó lại, mày vô đây mày nói, mày không cho ai nói hết trơn á. Người ta muốn chen vô người ta nói cũng không có nói được chứ mày hả. Bây giờ mày nín rồi tao cũng không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì để tao nói cho mà nghe. Trời đất ơi, cái gia đình này mất đặc tự quá, tôi phải vô tôi làm lại cái gia đình này cho coi rúng liền, cho coi rúng liền để xem có vô được cái gia đình này không. Hai ba muốn coi đúng hả? Trời ơi, gia môn bất hạnh. Người ta nói rúng sâu sống lâu, trời ơi cái rúng mình lồi ra như cái mài ghẻ vậy sống sao được lâu trời. Bác ơi, bác con nó thiệt khổ quá em à, tại sao ba em có như vậy? Ngày xưa nhìn tội nghiệp lắm, quen nhau thấy già hơn mình quá trời, mình nói là chắc là phải lớn hơn mình. Không, coi cái chứng minh nhân dân là nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hoang mang, nó 3 tuổi nhỏ hơn mà tại sao cái mặt già như vậy? Thì bây giờ mới hiểu, trời đất ơi, chắc em bị áp chế lắm phải không? Ở cái nhà này stress lắm phải không? Ở với một người cha vậy làm sao mà sống nổi hả em? Anh nín nha. Cái gì? Anh nói cho em mấy tiếng nữa là tôi với anh đập lộn nghe. Anh biết không? Hả? Anh đừng có nói. Tại sao mà anh mất dạy vậy? Tại sao mà anh đối với anh như vậy? Mẹ nó nói đi con. Để ra khỏi đi, ra khỏi đi. Bây giờ cha bịch rồi con cũng biết nói cái gì nữa cha. Không biết nói để ta nói cho mà nghe. Bây giờ tôi vô cái gia đình này để tôi lập lại cái trật tự gia đình này. Cái gia đình này hỗn loạn quá, để tôi giáo dục lại từ đầu. Bác, con sẽ là trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Bây giờ cho con hỏi nè, con nuôi em thì sợ người ta nói là con ăn của nhà mình. Cái nhà này, phòng này của ai? Của bác phải không? Hả? Nó to nhất bây giờ nó là của con sợ phòng đó.
À, còn bác thì tớ ở đâu? Toilet đi. Hả? Còn sao lấy cái giường ra? Trời. Thì nói chung là cái gia đình này là mọi chuyện nó phải theo cái sắp đặt của em. À, thì mai mốt đứng im. Cái gì? Mày thông báo cho tao biết cái gia phả nhà mày. Má mày làm gì? Dạ má con làm nghề từ thiện lắm. Làm gì? Đâm thuê. Hả? Má nó đâm thuê. Còn ba mày? Chị em mướn. Chị gì vậy? Chị em gì không? Dạ có, rồi có hai người chị nó làm nghề cũng trong sạch lắm. Nghề gì? Tú bà. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà mày nói nó tốt đó hả? Nhưng mà cái đó mét in dòng họ con nó sửa đổ rồi, con không làm gì cả. Con là người rất là đàng hoàng, chỉ có cái cô hồi bị vô duyên thôi. Trời ơi. Con sẽ vô cái nhà này, con lập lại trật tự cho nhà này ha. Bây giờ là mọi chuyện thứ tự gì là do một mình tôi lập hết nha. Coi như là hai cha con có gì từ từ tham thảo với nhau đi nha. Mày cái gì quá trời rồi, mày đợi tao. Mày đợi tao, tao chịu hết. Sao giận anh dữ vậy em? Mày đợi tao nè. Tôi làm anh từ từ thiệt, một năm trời nay tôi mới thấy cái bản mặt thiệt của anh. Trời ơi, tại sao? Ê, cái gì? Trời ơi. Má. Em cứ để yên, em cứ để yên. Có chém được ta không? Thử chém có được không? Tao giết mày. Cái thân còn không bằng cái cây, nó giật cái mất thăng bằng chơi nè. Thằng đó, thấy không? Muốn chém là phải chém như vậy nè. Một phát là đi đời. Trời ơi, anh bị cái gì vậy hả? Anh bị cái gì vậy? Anh vô đây rồi chém cha tôi là sao? Không có bị cái gì hết. Anh sẽ chém em ra luôn nếu em cản được anh. Em sẽ làm món sushi cho cả nạp này. Một, hai, ba. Dừng tay lại. Trời ơi, thiệt tình quá đáng luôn ha. Ai gì? Tôi ở bên xóm mà tôi thiệt ra tôi bây giờ thấy xảy ra một cái chuyện mà vô cùng bất bình ha. Cậu nè ha. Bây giờ tôi xin phép cậu cho tôi đóng vô mặt cậu một cái nha. Tại sao? Không, tôi rất là thần tượng cậu ha. Tôi coi trên phim nè, tôi coi trên kịch nè, cậu đóng những cái vai vô cùng anh dũng, vô cùng dễ thương, vô cùng là cao thượng. Tại sao bữa nay ở ngoài cậu làm tôi thất vọng quá? Cậu hổn tới mức độ mà tại sao cậu thương mẹ em, sao cậu không bồng con? Hả? Cái gì vậy? Thương mẹ là phải thương con người ta, sao chém? Trời đất ơi, sao nói tôi con nó trơn lại sao trời? Trời ơi bác à. Cha Tám, cha vô duyên, cha kế bên nhà tôi làm như không nhận ra tôi vậy cha. Mẹ bận quá đồ nhìn đâu có ra. Dạ chào hiệu trưởng trường Kim Đồng. Hả? Trời ơi. Đó là sao con làm cái gì? Tôi thất vọng quá, tôi rất là thương cậu, sao con làm như vậy? Cô làm mất nhân cách, một người không có trọng lương. Cậu đang giọng cho mặt cậu. Tôi phải giọng cho mặt cậu. Đánh đi anh. Đánh đi. Chửi em nữa đi anh. Đánh đi. Ủa tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu kêu đánh làm sao? Cảm ơn anh. Trời ơi. Thương lắm á. Tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu không né mà cậu kêu đánh làm sao? Trời, lần đầu tiên mười mấy năm em diễn vai chép kép chánh, lần đầu tiên em vô vai ác mà tự nhiên có người quýnh em thành công quá. Ủa là sao? Con xin lỗi gia đình, anh xin lỗi em nha. Con xin lỗi bác, anh xin lỗi chú. Tất cả con không phải là cái gì mất dạy gì đâu. Tại vì cắt máy đem, cắt máy đừng quay nữa, cắt. Ừ đó cắt. Ủa gì vậy? Bốn năm thằng quay biết thằng nào cắt dạ, hả? Tại vì con kêu mấy thằng nhỏ đó nó quay lại cảnh này. Tại vì đạo diễn từ xưa giờ giao con vai kép chánh, không bao giờ giao vai kép độc, không có vai tính cách nào trơn. Con muốn đổi mới, con không muốn là kép chánh hiền lương nữa. Con muốn một cái gì đó sáng tạo hơn cho khán giả. Không còn cách nào con phải lén vô cái nhà này. Con liều luôn, làm vậy cho cảm xúc nó thật diện mới đã. Anh nói nha, tại sao anh không kiếm chỗ khác anh thử cảm xúc mạnh vô nhà để anh thử đặng mà thì anh hổn với ba quá. Phải chỉ có em thương anh làm vậy được chứ vô nhà người ta tao quýnh anh chết đấy. Thì ra là nãy giờ là cậu Thành đang đóng phim hả? Dạ con đóng phim thử đấy, con cảm xúc nó thật để con gửi băng cho đạo diễn giao vai mới cho con. Bà nội cha bố cái qua mạng thôi, giờ cái chuyện gia đình năm mới chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nha ha. Rồi chúc hiệu trưởng cũng khỏe ha. Hiệu trưởng cái gì? Con trai già đừng nhiều chuyện đó, nhà nào có chuyện chẳng nhoi vô hết trơn à. Thôi mà thôi đi về đi ông nội. Dạ cảm ơn xin lỗi rồi. Tám là đúng lắm rồi đó. Xin lỗi không xin lỗi. Đi. Thôi mà ba thiệt. Con xin lỗi quá nè mày xin vô xin lỗi hả mày hả mày nói quá trời mày chê bai quá rồi mày xin lỗi câu hả mày hả em hai đứa mày tin không tao mà cái phạt hai đầu nằm đây nè tin không thôi mà hả cười quá anh nói vậy rồi mày binh ha chưa gì mày binh là tao lóc mở mày giờ đó nha nha chà ờ cười đi anh em kéo quá lại cha lại anh nói vậy rồi lẽ về cho còn chém. Cha thấy không, anh yêu nghề tới cỡ đó mà sao cha chém anh chi cha. Thương con gái tôi phải không? Anh cũng kỳ nữa, mai mốt mà anh có muốn vậy anh nói em phụ với anh diễn đặng lừa gạt ba. Trời ơi. Chết em con mày đánh nó bồm đầu hoài nó không sợ tôi à trời. Chết em con. Cưới con tôi về cho nó ở đâu? Dạ tôi nói chứ con thương em lắm. Đừng vậy đi em thưa với ba đi mình cứ hỏi nhau. Con xin lỗi bác, con không phải là người vậy đâu bác thương con nha. Cưới em về con lo cho em đàng hoàng, lo cho bác luôn. Dạ con mới mua được cái chung cư cao cấp. Cấp mấy? Dạ cấp 4 bác. Nhà cấp 4 là cao nhất rồi nhà đó. Nhà cấp 4 mày đặt nói chung cư cao cấp mệt mỏi quá. Một cao nè quá. Tôi có một đứa con gái rượu thôi à. Rồi lôi nó đi đâu. Thôi được rồi.
cưới nó xong rồi về ở trong nhà này luôn. Dạ. Cậu tuổi gì? Dạ con là tuổi Dần phải không? Nó đó. Dần. Dần Túc Ngọ Tam Hạp đó. Phải không? Nếu vậy thì Tết này cưới luôn hả bác? Cưới luôn đi con. Dạ cảm ơn bác. Con cưới luôn rồi con về nhà này, con muốn ở đâu con ở? Dạ ở phòng này được không? Phòng con đó cha. Xin lỗi bác. Dạ bữa kịch xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cho một tràng pháo tay cho hai người anh, người chị rất là đáng yêu của Trấn Thành. Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí. Cảm ơn hai anh chị, cảm ơn hai anh chị rất là nhiều.